Cho nó gì nữa nha. Dây à? Hả? Tét dây à? Tét hả? Chưa cái đầu. Thôi. Chắc không biết con mèo nó ăn con cu đó không ta? Một em sáu nha anh em. Đây. Thiên hà thiên em sáu đó nha anh em. Tét ở đâu? Tét ngay đầu luôn. Rồi, tét cái chỗ em nói quá. Em thiệt chứ. Rồi, ở đây mà không có cái móc rồi khó lấy chim. Rồi anh em mình tiếp tục nha anh em. Thì nó bắn mới cò mới vui mỗi tết cũng dây làm cái sao. Cái này nó cột cứng quá anh. Cột cứng quá. Rồi anh em mình tiếp tục nha anh em. Let's go. Tiên nha anh em. Bây giờ nó ôm cái cây. Anh chỉ thấy cái bốn cái chân nữa thôi à. Rớt, rớt, rớt. Rồi, 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 rồi. Rồi, rồi hai anh em chiến đấu đi. Uhuhu. Gì vậy? Khoan, khoan, khoan. Cho anh định phi quá cái đá. Cho. Mà. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Từ từ. Khoan. Rồi. Rồi, đâu? Bắn đi. Mệt hết. Đau giò rồi. Bắn đi. Mệt quá. Mệt quá.
toàn bóng sóc đây anh em, toàn bóng sóc. Dưới cây, dưới cây. Ôi, hôm nay mình để mưa hơi bị nhiều á. Ôm cây rồi. Toàn đang đang phun em sóc nha anh em. Đó. Mình mệt quá rồi, mình mệt quá rồi, mình bắt không nổi nữa. Ê, mệt quá. Mình bay qua cái mương cái tối tăm cái mặt mày rồi. Thôi đâu, rồi. Quay. Đó. Chơi đi con. Ôm hơi bị khó ăn à. Kìa. Hồi nãy anh thấy có bốn cái chân không mà anh còn bắn chút cái chân nó được mà. Ừ, cái này khó ăn. À. Bên nó qua bên thì bên em á thì hồi bắn cái gì thiên. Đây thấy được cái tai à. Đây cái tai với bốn cái giò à. Chứ không thấy được cái đó, gì. Nó ngửa cái người về bên đó đó. Chuẩn bị rớt đó. Đó, đó giờ giờ à, à. Giờ mới thấy người rồi. Vô. Ôi trời ơi. Cái đục luôn. Đừng có đuổi nó. Ôi nó chạy. Rồi chạy xuống rồi, nó chạy xuống rồi. Coi chuyện rồi. Quay phim nè. Rồi quay từ nãy nữa giờ. Chưa, chưa. Chưa xin nghe nó. Nghe nát rồi, nghe nát rồi, nghe nát rồi. Ơ, con chạy. Trời, nó chạy lên trên nữa rồi kìa. Hạ nó đi. Ôi chụp nó. Ê, trời ơi, nó chui hai rồi, thấy lạ luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thế đây. Quay chuyện nó. Ui. Rồi, rồi. Né. Ui, anh sóc 2 mét rồi mọi người. Vô. Bắn sóc 2 mét là có thiệt cho anh em. Ờ 1 mét rưỡi à. Mét 2. Mét 2. Mét 2 giờ chúng ta. Sóc đúng rồi. Để sóc. Giờ sóc có 1 mét 2. Chết nha. Nhìn nó là ngay đầu rồi. Chưa. Ôi mệt. Ủa. Nè sóc cho anh em. Cái hả? Sóc cái. Cái. Mới chơi xong. Con này cái mới gì gì đâu vậy? Đúng rồi, mới chơi sao? Mấy anh kia mới quết xong rồi. Đó, em đâu bên em mình dí con sóc. Quá vất vả anh em ơi. Sao có 1 mét rưỡi à? Thiên. Nó nằm ôm vậy bắn lủng cái tay luôn à. Cái nè, cái viên này nè. Thấy mỗi cái tay bắn lủng cái tay luôn. Cái viên này là lúc này viên này nè, là lúc cái con nằm ở cái bu cái chân bắn chúng cái chân đó. Con này tính ra nó lì. Lì. Dạ. Bắn bể tay luôn. Ô, đã quá anh em ơi. Còn con đâu, còn con kia mới mất cái vô duyên cả. Con. Rồi tiếp tục nha anh em. Tiếp tục. Rồi, lại đây. Rồi thấy rồi. Lại đây. Đây ngay đầu, đây ngay đầu nữa. Ngay đầu. Đầu bị sóc. Sóc kìa. Anh em không thấy không, đối với mình là cú là một viên ngay đầu hả? Sao mà chạy thoát được. Ngay đầu thôi. Còn cái con nào mà nó chạy thoát. Ủa giờ nó dính luôn rồi giờ anh sao. Dính luôn rồi nó bị ngay đầu rồi. Đấy, từ từ. Để em xà lợi muốn xà cho. Chưa. Rồi. Ôi, nó còn sống á, nó còn sống nó mới bu á. Giờ này thì rất thiệt rồi. Đó. Đây anh em, đây là con đầu tiên trong ngày của mình nha. Đây. Đó. Chim này chim gì mình không biết tên nha anh em. Anh em mà có biết thì cứ comment xuống dưới. Đây. Anh em biết cái con này tên gì cứ comment xuống dưới. Rồi tiếp tục cho anh em ơi. Trời ơi quá trời đông rồi. Chú đông quá trời. Chú má hại em cu nha anh em. Rất là rất cây. Trong gốc cây mà.
ngay gốc cây á. Bắn ngay dữ sốc rồi. Sốc đi săn vậy là màu nhậu bể tay à. Ở bên ngay cái rìa cái cây xương rồng á. Rồi tiên của hạ em cua nha anh em, nghe cái đầu luôn. Con kia túa không vậy tiền bắn cái cụm con dưới gõ vô cũng gõ được cũng gõ cái này mà vô lô bắn rồi. Cái cụm con tiếp tục nha anh em. Rồi thiên hạ em sốc nha anh em, hôm nay thiên hạ có sốc đâu cũng con mét có rưỡi hai mét không à. Ủa chú chân sao chết ta, ủa sao chú cái chân mà chết được ta. Ờ, à, xuống cái chân mà sao nó chết được kỳ vậy? Chết chưa? Chết rồi. Chết chưa? Kỳ ta. Sao rồi? Ủa, được chỗ bá. Ủa, xuống cái chân mà sao nó chết được cái kia đây nè. Hay ta. Nó mới lạ, nó. Hay nó xỉu rồi tọ. Xỉu bên tim rồi anh ơi. Ờ. Rồi mình tiếp tục nha anh em. Rớt ngay cái đầu. Ngay cái đầu hết sọt nha anh em. Hôm nay mình đi với cái cây hát báo đồng trà cồ của bác Tu Niên Nguyễn nha anh em. Đây mình mới hạ được thêm em chim bắt mũi nha anh em xem. Ui, nó dữ ghê anh em, dữ ghê không coi kìa. Ui, đó anh em xem đây, đó cái miệng nó thùi, cái miệng nó chào bá luôn. Trời anh em xem kìa. Nó tấn công lại mình anh em nha. Thấy chưa? Anh em xem không? Ui. Đó anh em xem. Chim. Thấy không? Em có chim gì mà cái miệng đó. Cái miệng nó chào bá luôn anh em. Mình bắn viên một từ trên đó rớt xuống nha anh em. Đây mình tiếp tục cái hộ dây hôm nay mình đi là 13 19 180 nha anh em. Ủa thun vẫn là phun ba con. Mình bắn kéo sơ mi bắn với B7. Đó. Hôm nay mình đi với Thiên với Toàn. Ở Thiên Toàn đang ở đằng trước kiếm sắp. Đó, hình như nó phát hiện ngoài bộ trâu á. Mình dứt điểm á. Dứt điểm mấy em này nữa đi. Đó. Đây nó ghê quá. Rồi. Rồi mình tiếp tục let's go nha anh em. Một em còn con nữa. Đó. Con nó còn bay được á. Hai em, trời hai viên hai em. Trời, cá thủ. Rồi anh Toàn full hai em luôn anh em. Rồi đúng xuống đây, xuống xuống. Ê có con kia nó còn bay á Toàn. Đó con bay kìa thôi. Ê nó bay kìa. Đừng có để nó thoát. Ờ, cây su đó thôi à. Mới gây cây su rồi mà. Nó mới về cái cây này nè. Nó mới sang cây này nè. Cái gì ta? Cái gì? Bị viên nặng lắm rồi đó. Cái gì ta? Còn con này nó treo lên trên đây luôn rồi. Xem xem rồi, Toàn mới hạ con mèo nha. Ôi nó còn bay. Ôi nó còn sống rồi Toàn ơi. Sống hả? Nữa, kẹt nữa. Vậy đó giờ rung cái nữa đó. Bắn ngay đầu rồi. Nó còn sống rồi, nó còn buông quá. Đó, ai nó còn sống rồi Toàn ơi. Kết liễu nó chứ để nó nhìn kinh lắm. Rồi xong phim một em còn em nữa mất tiêu rồi, tiếp tục cho anh em. Con có bầu nha anh em. Thấy mẹ mời mọi người nha. Trời ơi Thiên ơi.
trời ra. Ừ. Nuốt nước biển. Ừ. Nè xem nha, chén mắm đường nha, ớt mắm đường đó, sắc mấy lát ớt vô cái chấm chấm của nó. Mời mọi người nha. Thôi thôi. Trời ơi trời. Ngon lắm. Ngon lắm. Rồi tiếp tục cho anh em. Nó chết rồi. Chết chưa? Một em. Trời, con sóc kìa, con sóc chạy ra kìa. Đó đó. Ra bụi tre rồi. À. Rồi. Mới hại thêm em gì nha. Em không biết. Rồi đớp mũi. À, thì đang cất ra cầm này. Rồi. Rồi, chuyển chui vô đó luôn. Rồi tiếp tục nha anh em, let's go. Hello anh em nha. Bây giờ mình anh em mình mới về tới nhà đây. Giờ mình quay cái thành quả cho anh em xem. Anh em xem này. Một vỗ rổ luôn. Một rổ luôn chứ không phải là quá trời chim. Đây. Quá trời. Nên xem. Tìm cho đây me nha anh em, me cổ thuyền đây. Để anh em xem đây, để xem cái thành quả của anh em mình. Đó là chim à, con này là con vàng nghệ vàng anh nha anh em. Đây thì một bọc nữa này. Mình đổ ra cho anh em xem. Trời quá trời luôn kia ơi. Đây anh em. Ui. Anh em mình đi từ nay mình đi 8 giờ hả? 7 giờ mấy? 8 giờ ha. 8 giờ. Ờ. Hỏi anh em có biết con này chim gì không? Hả? Anh em mà biết cái con này con chim gì thì comment cho mình biết cái tên nha. Mình không biết cái con chim gì hết. Quá. Giống như chèo bẻo quá. Thịt quá trời. Phơi, phơi em thì. Phơi. Hết nổi. Cái con sóc này cũng đựng ghê. Ừ. Trời ơi. Anh em xem cái hộp gì trà hộp. Nè. Đây. Thịt cái con chim này thịt gì mà thịt quá trời thịt luôn nha anh em. Quá trời thịt luôn. Đó. Rồi anh em thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.